Xin chào các bạn, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nghiên pick toán lớp 1 vòng 1 này. Năm 2018-19 đúng không? Đây, chúng ta sẽ bắt đầu như này. Bắt đầu vào đây. Bắt đầu làm bài này. Bài 1 chưa hoàn thành. Bài 2, bài 3 tập xếp này khá là lâu. Đã lâu ta, 70% mà được im rồi. Để mình F5 lại xem nào. À không, cần 96% này. Cố chờ thì đây sắp xếp này. Bắt đầu nè, sắp xếp sẽ tăng dần. Đây một này, các bạn cứ đếm số táo này thôi, từ cái nào bé nhất mình chọn trước. Đương nhiên là một quả là bé nhất rồi. Đến hai này, ba quả này, đến bốn này, đó, năm quả này, tìm chỗ nào sáu quả. Đây sáu đây, bảy quả này, tám quả này, chín quả này, và cuối cùng là 10 quả. Chọn nốt là xong, mười câu đúng hết, ok. Vậy là 100 điểm. Hả? Nó sẽ tự hiện ra vòng mới thôi. Các bạn ấn ok là ra một vòng mới, vòng 2. Để bài 2 thì đúng hơn. Cuộc đua vốn cưng. Các bạn cái này sẽ vào đặt tên này. Đặt tên bất kỳ đi. Mình, kênh của mình sẽ là VNPIC toán. Mình sẽ đặt là VOT đi. Đặt viết tắt VNPIC toán. Nó đặc biệt một chút. Chọn cái màu khác đi. Em con nào đẹp đẹp tí. À, này nhìn thấp thấp chạy chậm rồi. Ở đây là tự đầu bán bắt mình phải vào. Đây chọn hình vẽ có số quả ít nhất. Quả ít nhất thì đương nhiên là một quả rồi. Đây cái này. Ok. Chọn hình vẽ có số quả ít nhất. Ở đây một quả. Cái quả này quả cam này. Để chọn luôn. Đây là ba quả, ba quả, ba quả, thì mỗi cái này là một quả, đương nhiên một là bé nhất. Chọn hình vẽ có số đồ vật ít nhất. Đồ vật ít nhất ở đây là có hai cái bút chì này là ít nhất này. Đây là có 5 cục tẩy, 5 cái bút chì, 5 lọ mực, ta chọn hai cái bút chì. Đó. Con của mình nó chạy làm đúng hết mà chạy cứ đằng sau ngoài. Chọn hình vẽ có số quả ít nhất. Quả ít nhất ở đây là có 3 quả na này, 3 quả ổi, 3 quả táo và 1 quả na. Đây 1 quả na là bé nhất rồi, tức là số ít nhất ạ. Chọn hình vẽ có số que kem nhiều nhất. Cái này có 1 que, 2, đây là 1 que. Cái này cũng có 1 que, nhiều nhất là 4 que, người ta chọn 4. Đó, đuổi gần kịp. Chọn hình vẽ có số con vật nhiều nhất. Đây chỗ này có 3 con cá vàng, còn lại là 1 con tôm, 1 con cua, 1 con cá. Nhanh vượt kịp. Chọn hình vẽ có số quả nhiều nhất. Nhiều nhất là đây 3 quả măng cụt này. Còn lại 1 quả táo, 1 quả măng cụt, 1 quả ổi. Chọn hình vẽ có số đồ vật nhiều nhất. Đây ta có 5 cái ghế, còn lại là mỗi cái là có 1 thôi. 1 cái ô, 1 cái cốc, 1 cái bàn. Chọn hình vẽ có số con vật nhiều nhất. Nhiều nhất thì ở đây ta có chỗ này nó có 3 con mèo là nhiều nhất này. Đây có 1 con thỏ, 1 con mèo và 1 con cún. Ok, hình nào sau đây có dạng hình tròn. Đấy, cái này có hình tròn này, cái này hình elip này. Cái này là hình chữ nhật, nên hình vuông, tôi chọn cái này là hình tròn nhá. Đó, thành rồi. Mình tạm ngừng một chút. Chúng ta tiếp tục này. Ấn ok này. Đây, bài số 3 này. Câu số 1. Đây là câu số 1 là 3 và 5 nó có bao nhiêu số? Thì tức là ở đây có hai số, số 3 và số 5 thôi. Nộp câu trả lời à? Cái lâu mình không thi cái năm 18, 19 này mình chưa thi lần nào đó. Hai năm trước thì mình thi hoài luôn rồi. Chắc là cái này nè. Đúng rồi. Câu số 2.
có bao nhiêu hình tròn và bao nhiêu hình vuông. Ở đây ta đếm là có hình tròn và ba hình vuông, các bạn cứ đếm thôi. Giờ mình chọn đáp án 2 và 3. Câu số 3 là có bao nhiêu số 1. Số 1 ở đây thì các bạn thấy ở đây có duy nhất một số 1 thôi. Đây là từ 1 đến 8, mỗi số xuất hiện một lần và chỉ có một số 1 thôi. Có bao nhiêu hình vuông? Ở đây ta đếm là có 3 hình vuông, ta chọn đáp án là 3. Có bao nhiêu hình tròn? Các bạn đếm ở đây có 3 hình tròn, ta chọn là 3 thôi. Ok. Ở đây là có bao nhiêu hình tròn thì ta đếm ở đây là có 5 hình tròn, chọn là 5. Có bao nhiêu hình tròn? Ở đây các bạn đếm là có 4, ta chọn đáp án là 4. Mấy cái đếm đếm này thì các bạn học hết rồi thì các bạn cứ đếm thôi. Đó, đơn giản thôi mà. Ở đây là có bao nhiêu hình vuông thì ta đếm là có 2, 3, 4, 5, 5 hình vuông, chọn đáp án là 5. Có bao nhiêu hình tròn và bao nhiêu hình vuông, ở đây chỉ có một hình tròn và một hình vuông thôi, ta chọn đáp án là 1, 1. Câu số 10 này, có bao nhiêu số 2, ở đây chỉ có một số 2 đúng không? Từ đây là 4, 3, 2, chỉ có một số 2, chọn đáp án là 1 nha. Đó. Câu 11 luôn, cái này nó tính theo thời gian sao? Này thời gian mà làm hết mấy chục phút, yêu cầu lắm. Câu số 11 có bao nhiêu số 3? Ở đây đương nhiên là có một số 3 rồi, chọn 1. Để ý xem làm tầm 20 câu mà dưới thời gian thì mình nộp bài. Có bao nhiêu hình tròn? Ở đây là có 2 hình tròn, để chọn đáp án là 2. Có bao nhiêu số? Đây có 5, 4, 3, 2, 1 thì có 5 số, ta chọn đáp án là 5. Câu số 14 là có bao nhiêu số 2? Ở đây ta thấy có một số 2 rồi. Có số 1 thì là có 2 số, nhưng số 2 chỉ có một số duy nhất, ta chọn đáp án là 1. Có bao nhiêu số 1? Ở đây có 2 số 1 này, ta chọn đáp án là 2. Có bao nhiêu hình tròn và bao nhiêu hình vuông? Ở đây có 1 hình tròn và 3 hình vuông, ta chọn đáp án 1 và 3. Có bao nhiêu hình tròn? Ở đây chỉ có một hình tròn, ta chọn đáp án là 1 nhé. Có bao nhiêu hình tròn và bao nhiêu hình vuông? Ở đây ta thấy nó có một hình tròn và hai hình vuông, ta chọn đáp án 1, 2. Có bao nhiêu số? Ở đây từ 1 đến 3 thì có 3 số, ta chọn 3. Ok. Câu 20 có bao nhiêu hình vuông? Có 2 hình vuông. Wow, tận 21 câu cái này thì làm đến bao giờ? Thôi thôi, mình sẽ chọn nộp bài đi. Có cái nào là nộp bài không? Đây nộp bài thi đây. Làm vậy đủ rồi. Bạn có chắc chắn muốn nộp và kết thúc bài thi, các câu trả lời sẽ được tính là trả lời sai, các câu chưa trả lời sẽ được tính là trả lời sai. Thôi nộp bài thì chứ không biết là bao nhiêu câu, nó cho nó khoảng 30 câu hoặc là 100 câu, làm lâu lắm. Nộp bài nhé. Đã nhận nộp bài. Ok, vậy là hoàn thành 200 điểm trong thời gian là 235 giây. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành cái vòng 1 của lớp 1 Vinampic toán tiếng Việt năm 2018-19. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.